Mình vừa được tặng quả dây chuyền ngọc trai kim cương này các bạn ạ. Không biết có đến vài tỷ không nhỉ? Đùa thôi. Nay mình lại giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới. Các bạn nghĩ đây sẽ là cái gì? Nhìn qua một màu đỏ rất là nóng bỏng. Ồ, có thể dùng để làm quà tặng Noel được đấy. Xem nó là cái gì nhá. Một cái kính lúp. Được đấy các bạn ạ, có thể tặng cho bố hoặc là bà để đọc sách nhé. Cái tí như này này, nhìn bình thường thì sạch này đúng không? Soi vào đây mới biết là bẩn như này. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn kỹ hơn về cái kính lúp này. Kính lúp này thì có được thiết kế 10 cái bóng đèn led như này, giúp chúng ta có thể đọc sách này hoặc là soi những cái vật nhỏ một cách dễ dàng hơn và trong điều kiện thiếu sáng. Và cái đèn led này hoạt động như thế nào, làm sao để nó sáng lên? Mình nhìn thấy công tắc ở đây, đây là chỗ lắp pin. Hộp của chúng ta thì được trang bị kính lúp và cho luôn hai cục pin như thế này. Bây giờ mình sẽ lắp để thử độ sáng của cái đèn led này xem như thế nào. Đây là hai pin AA các bạn nhé. Và lắp cái này rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần như này, đặt vào như này và ấn xuống, đẩy lên, ấn xuống, rất là nhẹ nhàng như thế này. Đó, sau đó là bên này cũng là đẩy lên, sáng rồi, đấy. Mình sẽ thử soi xem như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ thử soi vào những cái đọc sách, chữ sẽ nhỏ hơn thì mình sẽ thấy được cái khả năng phóng đại của cái kính này dễ hơn. Như chúng ta thì mắt còn tinh thì đọc sách sẽ đơn giản, nhưng mà với bố mẹ hoặc là ông bà ở nhà mắt có thể kém đi thì dùng những cái kính lúp như này có thể giúp ông bà bố mẹ đọc chữ dễ hơn. Soi và nó phóng to đến 10 lần như này thì kiểu gì cũng nhìn được. Hoặc là những bạn mà muốn soi những cái thứ nhỏ, nhiều khi những thứ nhỏ mắt mình không thể thấy được ấy, thì mình dùng cái kính lúp như thế này để mình có thể quan sát được. Để đặt hàng sản phẩm này, các bạn có thể truy cập website icamera.vn hoặc gọi từ số hotline của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình lại tiếp tục đi tìm những chiếc vòng vài tỷ đây. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh Yêu Công Nghệ nhé các bạn.